donate khủng cho nữ streamer, Dolby bàng hoàng vì bị phũ ngay trên sóng. Sau khi thông báo tạm nghỉ thi đấu, Dolby vẫn hoạt động vô cùng tích cực trên kênh stream của mình. Ngoài ra, anh chàng vẫn giữ nguyên thói quen xem các nữ streamer nhảy múa trong lúc chờ trận. Tuy nhiên, Dolby mới đây đã nhận trái đắng vì thói quen này. Câu chuyện xảy ra vào tối mùng 1 tháng 3 vừa qua khi Dolby tham gia vào một tổ đội streamer 5 người để chơi Liên Minh. Trong lúc chờ thành viên thứ 5, Dolby có xem một nữ streamer tên Tiểu Ngư thực hiện màn hóa thân thành tướng Nidalee. Với ngoại hình ưa nhìn, màn hóa thân táo bạo, Dolby đã donate cho Tiểu Ngư vật phẩm tên lửa trị giá 2 vạn tệ, khoảng 70 triệu đồng. Hành động này ngay lập tức khiến Dolby thu hút sự chú ý của nữ streamer. Cô thậm chí còn nói trên sóng, mình rất hâm mộ đội hình FunPlus Phoenix vô địch thế giới năm 2019 với Dolby là thành viên. Nhưng quả thật, niềm vui ngắn chẳng tới gang khi chia sẻ sau đấy của Tiểu Ngư đã khiến Dolby không khỏi bàng hoàng. Rất cảm ơn tiền bối Dolby đã ủng hộ, nhưng em thích anh Thiên hơn. Nếu các bạn còn nhớ thì cách đây không lâu, Thiên và Dolby từng xảy ra xích mích không hề nhỏ trên mạng xã hội. Khi đấy, Dolby ám chỉ Thiên là một phần nguyên nhân khiến Nuguri rơi vào khủng hoảng và phải giải nghệ sớm. Vì thế, mối quan hệ giữa Thiên và Dolby hiện đang ở mức cực kỳ xấu. Khi nhận được câu trả lời phũ kể trên thì Dolby lập tức trở thành chủ đề bàn tán. Thậm chí hashtag Dolby gửi tên lửa liên quan tới vụ việc đã có tới 2,3 triệu người tìm đọc. Phần lớn đều có những lời trêu chọc Dolby khi mất tiền donate mà nhận lại sự hồi đáp không mong muốn. Thực ra sau đấy, nữ streamer có chia sẻ cô cũng rất thích Dolby. Chỉ tiếc, cựu vương thế giới chưa kịp nghe lời giải bày chân thành của người đẹp mà đã vội rời kênh stream.